Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Liên quan đến việc lực lượng cảnh sát biển Thái Lan nổ súng làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam đã cam kết điều tra và làm rõ vụ việc. Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Azerbaijan tiến tới bước phát triển mới trong việc tăng cường củng cố quan hệ giữa hai nước. Trong tiểu mục văn hóa Việt tuần này, hãy cùng chúng tôi ghé thăm liên hoan văn hóa du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội để khám phá một không gian làng nghề truyền thống giữa lòng thủ đô. Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 9 tháng 10 thông báo 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi bờ biển tỉnh Hokkaido phía bắc Nhật Bản. 3 thuyền viên này làm việc trên tàu đánh cá của Đài Loan, Trung Quốc đã nhảy xuống biển Nhật Bản ở vị trí cách cảng Shiraoi, tỉnh Hokkaido khoảng 12 km. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã triển khai tàu và máy bay để tìm kiếm. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và các bên liên quan để nắm tình hình giải quyết vụ việc. Trở lại với thông tin về vụ việc lực lượng cảnh sát biển Thái Lan nổ súng làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9 năm 2015 trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Thái Lan. Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 8 tháng 10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết tình hình giải quyết sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã cho biết. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có các biện pháp cụ thể để xác minh sự việc. Tại các buổi làm việc và trong các công hàm gửi phía Thái Lan, Việt Nam đã lên án mạnh mẽ hành động nổ súng của lực lượng chấp pháp Thái Lan vào các tàu cá của tỉnh Kiên Giang, đồng thời yêu cầu chính quyền Thái Lan nhanh chóng điều tra, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho những ngư dân Kiên Giang, cam kết không để xảy ra các hành động tương tự. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo sát diễn tiến của vụ việc, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho gia đình các nạn nhân trong quá trình giải quyết vụ việc này. Và để biết thêm được quan điểm của phía Việt Nam trong giải quyết sự việc này, phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ngài Panjarak Panthap. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào Đại sứ. Xin cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, vừa qua đã xảy ra một sự việc khá đáng tiếc, đó là việc tàu của Thái Lan đã bắn chìm tàu của ngư dân Việt Nam, gây hậu quả nặng nề. Vậy xin ngài cho biết là phía Thái Lan đã có những hướng phối hợp như thế nào với Việt Nam để giải quyết những sự việc đã xảy ra? Đối với sự việc đáng tiếc nói trên, chính phủ Thái Lan đã thành lập một ban công tác khẩn trương điều tra, xác minh rõ vụ việc, làm rõ trách nhiệm và xử lý những cá nhân liên quan. Chúng tôi sẽ thông báo cho phía Việt Nam biết về kết quả điều tra sự việc trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cảnh sát biển hai nước cũng đã thống nhất về việc thành lập đường dây nóng để kịp thời giải quyết và hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố, khó khăn khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là vùng biển chồng lấn giữa hai nước. Thưa ngài, với những trường hợp vi phạm của tàu Thái Lan tại vùng biển của Việt Nam, thì phía Việt Nam rất cương quyết nhưng cũng rất nhân đạo. Vậy xin ngài cho biết phía Thái Lan sẽ có những hướng xử lý như thế nào để phù hợp với luật pháp quốc tế và tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra trong tương lai? Sự việc đáng tiếc vừa qua có thể là do hiểu nhầm hoặc là một lý do khách quan nào đó. Phía Thái Lan chúng tôi đang tích cực điều tra những cá nhân liên quan tới vụ việc và chúng tôi cũng sẽ đưa ra những biện pháp xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Thực tế mà nói, chính phủ Thái Lan luôn tôn trọng và thực thi theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là quy tắc nhân đạo trong xử lý các tình huống xung đột tại vùng biển chồng lấn, giáp danh. Chính phủ Thái Lan không cho phép sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp và các trường hợp vi phạm trên biển. Bên cạnh đó thì cảnh sát biển Thái Lan cũng luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cảnh sát biển Việt Nam trong việc giải quyết những sự cố trên biển, đặc biệt là tại vùng biển quốc tế. Thưa ngài, để giải quyết một cách triệt để và lâu dài, thì phía các cơ quan chức năng của Thái Lan và Việt Nam sẽ có những hướng hợp tác như thế nào trong tương lai? Sau sự việc đáng tiếc xảy ra vừa qua, Bộ Ngoại giao Thái Lan cùng với Cục Khuyến ngư Thái Lan đã cử đại diện sang Việt Nam làm việc để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, việc ngư dân Việt Nam sang đánh bắt, khai thác thủy hải sản tại vùng biển Thái Lan là do số lượng thủy hải sản tự nhiên tại ngư trường Việt Nam đang ngày càng ít đi, dẫn đến việc ngư dân Việt Nam phải đi đánh bắt xa hơn. Phía Thái Lan cũng mong muốn hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc tái tạo lại môi trường và phát triển nguồn giống các loại thủy sinh, thủy hải sản tại vùng biển Việt Nam, để ngư dân Việt Nam có thể khai thác hải sản ngay tại vùng biển của mình mà không lo vi phạm vùng biển của nước khác. Vâng, xin cảm ơn ngài đã dành thời gian trả lời với chúng tôi ngày hôm nay.
Sáng ngày 10 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổng vốn đầu tư cho quy hoạch này là 12.269 tỷ đồng. Theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, thành phố Đà Nẵng sẽ sử dụng gần 12 ha diện tích đất quân sự để mở rộng sân đỗ máy bay, xây mới đài chỉ huy, đáp ứng nhu cầu đón 13 triệu lượt khách trong vòng 5 năm tới. Việc điều chỉnh quy hoạch được đánh giá là cần thiết khi lượng khách đến Đà Nẵng trong năm 2015 dự kiến đạt 6 triệu và cảng hàng không hiện nay sẽ quá tải khi thành phố đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC 2017. 9 tháng đầu năm 2015, các hoạt động của ngành du lịch Việt Nam dù diễn ra trong bối cảnh thách thức và đan xen khi thế giới tiếp tục có những bất ổn chính trị, xung đột vũ trang và dịch bệnh diễn ra tại một số khu vực dẫn đến tâm lý đi du lịch có chiều hướng sụt giảm, nhưng du lịch Việt Nam vẫn đạt được những kết quả nổi bật khi kết thúc chuỗi 13 tháng khách quốc tế suy giảm liên tục kể từ cuối năm 2014, đồng thời đưa ra nhiều hướng đi mới trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là những nội dung được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình du lịch 9 tháng đầu năm vừa mới diễn ra tại Hà Nội. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp của vùng đất trung địa quen thuộc ở New Zealand trong loạt phim nổi tiếng như The Hobbit hay The Lord of the Rings. Và ngay khi phim được công chiếu, hiện tượng du lịch đến các địa danh trên phim tại New Zealand đã tác động đáng kể đến kinh tế nước này, khi lượng khách du lịch hàng năm đến nước này tăng từ 1,7 triệu lượt năm 2000 lên đến 2,4 triệu lượt năm 2006. Và 6% khách quốc tế cho biết họ du lịch đến New Zealand xuất phát từ việc xem loạt phim này. Đây cũng là một trong những hướng đi mà Tổng cục Du lịch Việt Nam đặc biệt quan tâm trong chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, cho dù để làm được điều đó còn rất nhiều khó khăn. Chúng ta đã làm việc với Cục Điện ảnh để chuẩn bị cho một cái dự án phim. Ví dụ như vừa rồi Tổng cục trưởng nói phim King Kong thì quay ở Việt Nam. Thì đang trong cái tiến trình thương thảo, vì vấn đề này nó còn liên quan vấn đề kinh doanh, chứ không phải chỉ đơn giản là mình mong muốn cái phim có giá trị, rất là chúng ta có thể gọi là bom tấn chẳng hạn. Thì quay ở Việt Nam, nếu mà được như vậy thì chắc là du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi rất nhiều. Cùng với việc đưa danh lam thắng cảnh Việt Nam vào điện ảnh, Tổng cục Du lịch cũng lên kế hoạch đẩy mạnh việc liên kết các sản phẩm du lịch và liên kết các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch với các nước để tăng lượng khách quốc tế đến với Việt Nam. Chúng tôi cũng đẩy mạnh liên kết khu vực về mặt sản phẩm, ví dụ các cái tour du lịch mà là từ Đông Bắc Thái Lan sang Lào, sang Việt Nam gắn với hành lang kinh tế Đông Tây. Thêm vào đó, một trong những biện pháp được cho là hữu hiệu góp phần kéo lượng khách quốc tế tăng trở lại là việc chúng ta đã áp dụng miễn thị thực cho thị trường 5 nước Tây Âu và Belarus từ tháng 6. Đây cũng là thị trường ngành du lịch Việt Nam đặt trọng tâm quảng bá mạnh mẽ trong thời gian tới. Trung Quốc và khách Nga sau một cái chu kỳ giảm rất mạnh thì gần đây đã có dấu hiệu phục hồi. Như vậy chúng ta đang nhìn thấy rằng các cái thị trường trọng điểm của chúng ta đang từng bước phục hồi. Thứ hai là thị trường chi tiêu cao và thị trường khách từ xa là đang tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam cũng kỳ vọng nghị quyết 92 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, nếu được thực hiện một cách nghiêm túc, sẽ cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh của ngành, tháo gỡ được những rào cản khó khăn đang cản trở du lịch Việt Nam, tạo ra diện mạo mới cho ngành du lịch không khói. Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước thuộc Liên Xô cũ có một lịch sử lâu đời và trên nền tảng tình hữu nghị đó, nhiều hội hữu nghị đã được ra đời như là Hội hữu nghị Việt-Nga, Hội hữu nghị Việt Nam-Belarus, Hội hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan và mới đây tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã diễn ra đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan với sự tham gia của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam và hơn 150 đại biểu là những người đã từng học tập sinh sống và làm việc tại Azerbaijan. Tại đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Azerbaijan, các đại biểu đã bầu chủ tịch hội và nghe báo cáo trình bày về những điều lệ và phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nghiêm Vũ Khải, với sự đồng ý của toàn thể các đại biểu, sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội. Sự thành lập của Hội hữu nghị sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Chúng ta biết là Việt Nam và Azerbaijan ấy thì đã thiết lập quan hệ ngoại giao là được gần 25 năm.
Nếu mà trước đó thì là Azerbaijan là một thành viên của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết thì quan hệ cũng đã được 65 năm. Cái quan trọng là chúng ta có một cái tình hữu nghị lâu đời và hai dân tộc, hai nhân dân của hai nước rất là quý mến và tôn trọng lẫn nhau và có cái nguyện vọng hợp tác. Thì cái hội hữu nghị là tổ chức hữu nghị nhân dân và chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hoạt động nhân dân để thúc đẩy thêm cái quan hệ nhà nước, quan hệ giữa lãnh đạo đảng và quan hệ quốc hội. Chúng tôi có kế hoạch kết nối các trường đại học, các tổ chức khác nhau và hợp tác trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh, nhưng chủ yếu các dự án sẽ tập trung trong lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ thấy được nhiều kết quả tích cực từ hoạt động của hội. Việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan là một bước phát triển mới trong việc tăng cường, củng cố quan hệ giữa hai nước. Trong tương lai, hội sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa hai bên để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giáo dục, hợp tác văn hóa trong lĩnh vực kinh doanh, dầu khí và những lĩnh vực khác, cũng như thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nhân dân Việt Nam và Azerbaijan. Trong phần tiếp theo của bản tin, trở lại thời điểm 61 năm về trước khi Hà Nội vỡ hòa trong không khí tự do ngày giải phóng thủ đô sau 70 năm quân Pháp chiếm đóng. Trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, hãy cùng chúng tôi ghé thăm liên hoan văn hóa du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội để khám phá một không gian làng nghề truyền thống giữa lòng thủ đô. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10 kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng thủ đô, cách đây đúng 61 năm, Hà Nội trở lại với vị thế thủ đô của một quốc gia độc lập là trái tim của cả nước khi đoàn quân chiến thắng từ Điện Biên Phủ trở về tiếp quản Hà Nội theo tinh thần của Hiệp định Geneva. Những tư liệu hình ảnh màu của đạo diễn người Nga Roman Kapman thực hiện vào năm 1954 sẽ đưa quý vị trở lại thời điểm 61 năm về trước khi Hà Nội vỡ òa trong không khí tự do sau hơn 70 năm quân Pháp chiếm đóng. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội được tự do. Nhân dân Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố từ hai cửa ô. Phía Tây là ô Cầu Giấy và cửa ô phía Nam là ô Cầu Rền. Từ cửa ô phía Tây, Trung đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội. Tên gọi hãnh diện đó được đặt tên cho trung đoàn đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam 8 năm trước đó, khi đơn vị này thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là ghim chân quân Pháp 60 ngày đêm trong lòng Hà Nội, nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh vệ quốc. Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Trị, một trong bốn anh hùng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đơn vị bộ binh tiến vào Hà Nội. Sau 8 năm chờ đợi và hy vọng, thì hạnh phúc là đây. Người Hà Nội được hoàn toàn giải phóng. Người Hà Nội đã sống lại không khí ngày đầu tổng khởi nghĩa. Sự kiện này cũng chấm dứt một thời kỳ kháng chiến chống Pháp kéo dài gần một thế kỷ, mà đỉnh cao là cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp 9 năm, kết thúc bằng thắng lợi ở Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954 và thắng lợi từ mặt trận ngoại giao với Hiệp định Geneva. Còn trong phóng sự sau đây, xin mời quý vị cùng gặp gỡ kiến trúc sư Đoàn Bắc và khám phá bộ sưu tập ảnh về Hà Nội của anh. Bộ sưu tập gồm 3.000 bức ảnh về Hà Nội từ năm 1831 đến ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày giải phóng thủ đô. Bằng tình yêu đặc biệt của người Hà Nội đối với nơi mình sinh ra và lớn lên, anh đã dành nhiều năm sưu tầm, phục chế và lưu giữ kho ảnh quý giá này. Đối với kiến trúc sư Đoàn Bắc, bài Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao là ca khúc hay nhất viết về sự kiện ngày 10 tháng 10 năm 1954 khi các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào từ năm cửa ô để tiếp quản thủ đô. Đây cũng chính là động lực thôi thúc anh tìm bằng được những bức ảnh để minh họa lời bài hát. Hỏi những cái người mà đã từng trong đoàn quân về tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 54 đó thì các bác nói là có duy nhất một tuyến quân đi qua cầu Đuống và qua cầu Long Biên tiến vào Hà Nội có lệ lê. Tìm mãi cuối cùng thì mình cũng tìm được hai bức ảnh là những em nhỏ, tức là không hề có gì đó lo sợ gì mà rất là náo nức, háo hức và tò mò nhìn những cái người chiến sĩ quân giải phóng và với cái vũ khí lệ lê dáng người, nhưng mà cái rất là hòa bình và rất là thân thuộc. Những phố phường Hà Nội xưa, chiếc xe điện những ngày đầu xuất hiện ở Hà Nội, cánh phở rong, những công trình như tháp Rùa, nhà hát lớn, ga Hà Nội, cầu Long Biên.
Đây chỉ là một phần nhỏ trong gần 3.000 bức ảnh chụp cảnh vật và con người Hà Nội từ năm 1831 đến ngày 10 tháng 10 năm 1954 mà anh Bắc đang có trong tay. Năm 2003, để phục vụ cho việc làm đồ án thạc sĩ, kiến trúc sư Đoàn Bắc bắt đầu thu thập những bức ảnh về kiến trúc Hà Nội xưa và trở nên đam mê sưu tầm ảnh cổ về Hà Nội từ đó đến nay. Không chỉ dành nhiều năm tìm tòi trên mạng Internet, trong thư viện, anh Bắc còn tìm đến các gia đình Hà Nội gốc để xin ảnh. Đi đến nhà các cái cụ già ở cái khu phố cổ thì biết là nhà cụ ngày xưa là gia đình rất giàu, thì chỉ có nhà giàu ngày xưa có nhiều ảnh, chụp ảnh sẽ rất đắt tiền. Đấy, thì là đến xin các cụ cho chụp lại cái bức ảnh đó, thì không thể lấy về được, để lấy bức ảnh ra vào của gia đình, thậm chí để cả trên cái bàn thờ. Với tất cả những bức ảnh tìm được, anh Bắc luôn cố gắng xử lý bằng phương pháp kỹ thuật số với chất lượng cao nhất có thể, sau đó tiến hành số hóa để tiện lưu trữ. Cha anh Bắc trước đây từng là một giáo viên lịch sử. Ông đã hỗ trợ anh rất nhiều trong việc biên tập ảnh, sắp xếp và phân chia ảnh theo từng giai đoạn lịch sử, cũng như làm các chú thích về địa điểm, bối cảnh, chủ thể trong từng bức ảnh. Có thể là tra cứu trên sách và sẽ hỏi các giáo sư sử học để xác minh cho rõ. Một số ảnh thì dựa vào cái tài liệu này, một số ảnh dựa vào tài liệu khác, như kiểu tra tự điển. Anh Bắc đã sưu tầm, góp nhặt những mảnh ghép của bức tranh Hà Nội xưa từ nhiều nguồn khác nhau. Hai cha con anh đang miệt mài chấp nối những ký ức về Hà Nội bằng hình ảnh để kể những câu chuyện vừa gần gũi, vừa xa xăm về Hà Nội một thời đã qua và sẵn lòng chia sẻ kho tư liệu quý báu đó với những người yêu Hà Nội. Thưa quý vị, Việt Nam hiện có gần 2.000 làng nghề truyền thống gắn liền với lịch sử thăng trầm của dân tộc. Các làng nghề đã được hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, của đời sống cộng đồng và luôn được thế hệ con cháu gìn giữ, phát huy. Và sau đây xin mời quý vị cùng các bạn hãy cùng tiểu mục Văn hóa Việt tuần này ghé thăm Liên hoan Văn hóa Du lịch Làng nghề Truyền thống Hà Nội để khám phá một không gian làng nghề truyền thống giữa lòng thủ đô. Lễ rước tổ nghề Bách Nghệ, một nghi lễ tâm linh đậm nét truyền thống giữa không gian hàng trăm các gian hàng của những làng nghề truyền thống khắp cả nước, chính là sự tri ân của thế hệ con cháu tới các bậc tiên tổ nghề. Đây cũng là đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Một dịp hiếm có khi có thể quy tụ rất nhiều những làng nghề truyền thống nổi tiếng của cả nước. Những sản phẩm quen thuộc trong đời sống như đồ chạm bạc chạm đồng tinh xảo của làng nghề Đồng Sâm, đồ mê che đan Phú Vinh hay tranh thêu Đà Lạt, vải dệt thổ cẩm Sơn La, dù đã được cách tân cùng nhịp sống đô thị nhưng vẫn gìn giữ được nét tinh xảo và đặc trưng của mỗi làng nghề truyền thống. Ngày nay thì để bắt nhịp với cái cuộc sống hiện tại ngày nay thì các cái sản phẩm cũng đã được cách tân để bắt nhịp với cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Thế nhưng mà trên cái nền tảng cái nét truyền thống của làng nghề của các cụ ngày xưa để lại. Nghề chạm bạc này nó có từ cách đây từ hơn 300 năm rồi. Họa tiết hoa văn của mình thì mình chất lọc là họa tiết hoa văn là thuần Việt. Những nét văn hóa dân gian từng in đậm trong tâm trí biết bao thế hệ người Việt như tò he, ông đồ cũng góp phần tạo nên sự đặc sắc của không gian làng nghề. Làng tôi ấy là tất cả đều đi ra ngoài cả, mà bán thì bán nghề tò he, mà cái nghề này thì nó là dân dã mà nó lại còn dân gian, thế cho nên là đi đâu các trẻ cũng thích, vì thích cái màu mè mà chúng tôi làm phối màu thật đẹp mà để cho làm cho nó thật theo ý muốn của các cháu, thế cho nên là các thứ gì các cháu cũng thích. Và cả những đặc sản vùng miền hay những món ngon đậm chất Hà Thành cũng dễ dàng tìm thấy ở đây. Hôm nay là cốm, nghĩa là từ xưa đến nay các cụ là để lại cho các con các cháu đến đời, cho các con các cháu đến bây giờ là chúng tôi cái nghề cốm không bao giờ mà mất được. Bên cạnh đó, không gian làng nghề truyền thống còn tái hiện lại các trò chơi dân gian như rối nước, cà kheo, đánh đu, đặc biệt có ý nghĩa với thế hệ trẻ khi tìm về với văn hóa cội nguồn. Chúng tôi thấy rất hay là có các trò chơi dân gian. Và đây là cái điều kiện, đây là cái dịp tốt nhất để học sinh chúng tôi được trải nghiệm. Và hiện nay thì chúng tôi thấy là trẻ em cần được giáo dục và cần được cho tiếp cận với những cái truyền thống văn hóa của cha ông. Bởi vì hiện đại thì cũng không thể bỏ qua truyền thống. Trải qua những thăng trầm của thời gian, những làng nghề truyền thống đã chứng tỏ được sức sống bền bỉ của mình, gìn giữ được những nét văn hóa của cha ông.
Những không gian làng nghề như thế này đã góp phần tôn vinh những giá trị di sản văn hóa làng nghề truyền thống, cũng như quảng bá những giá trị tốt đẹp trong văn hóa người Việt. Nói đến văn hóa làng nghề truyền thống thì sẽ không thể không nhắc đến văn hóa cộng đồng làng xã Việt Nam, bởi từng làng nghề riêng ấy thì đều có một mẫu số chung khi khởi nguồn từ chính cộng đồng làng xã. Và để hiểu rõ hơn về nét văn hóa cộng đồng làng xã cũng như vai trò của các làng nghề truyền thống trong văn hóa cội nguồn, xin mời quý vị hãy theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VTV4. Thưa ông, văn hóa Việt Nam có dấu ấn rất là đậm nét của tập quán sinh hoạt cộng đồng làng xã. Vậy theo nghiên cứu của ông thì làng nghề có phải là một phần của tập quán sinh sống cộng đồng làng xã hay không ạ? Thì thấy rằng là cái văn hóa của Việt Nam nó nằm rất sâu trong các làng nghề truyền thống. Bởi vì cái làng nghề chúng ta nó đi cùng với lịch sử phát triển của đất nước, song trùng thăng trầm thế nào thì làng nghề cũng được chứng kiến những cái lịch sử hàng nghìn năm đó. Đặc biệt là văn hóa dân gian thì có thể rất đậm trong các làng nghề Việt Nam. Mỗi làng nghề chúng ta đều có thờ tổ, mỗi làng nghề chúng ta đều có những cái lễ hội để nói lên cái tình văn hóa đồng cộng đồng ở làng xã chúng ta. Đặc biệt là những cái văn hóa cộng đồng đấy nó nổi bật lên trên là tất cả các lễ hội và những ngày Tết, ngày lễ đều được thể hiện trong đó. Cho nên theo tôi nghĩ văn hóa là một cái sự quyết định mà đang nằm sâu ở làng xã chúng ta. Khi chúng ta hội nhập càng sâu thì tầm văn hóa của các làng nghề càng có vai trò rất quan trọng. Vậy thì theo ông, yếu tố nào của tập quán làm ăn sinh sống làng nghề đã tạo ra những nét đặc sắc văn hóa trên sản phẩm của các làng này ạ? Mà ông cha ta cũng đã nói rồi, tức là văn hóa còn thì dân tộc còn, dân đó văn hóa suy vong thì dân tộc hy vong. Cho nên các làng nghề hiện nay nó biểu hiện của 5 loại văn hóa. Văn hóa thứ nhất đó là văn hóa sản xuất. Văn hóa sản xuất chính con người, người thợ thủ công và những nghệ nhân của chúng ta khai thác tài nguyên của thiên nhiên để làm ra sản phẩm của mình, bán lấy lợi nhuận thì chính đấy là phải trả lại cho thiên nhiên cái gì. Đấy chính là văn hóa sản xuất. Văn hóa thứ hai đó là văn hóa xã hội, giữa nhà làng nước cộng với nhau như thế nào. Cái quan hệ giữa nhà làng nước ấy nó biểu hiện cái tính cộng đồng rất cao trong sản xuất, tổ chức sản xuất và sự giao lưu ấy, giao thoa ấy, nó đậm lại cái văn hóa của dân tộc ở chính ngay làng xã đó. Và văn hóa thứ ba, tức là cái văn hóa gia đình. Cái quan hệ văn hóa gia đình rất hệ trọng ở chỗ là cha truyền con nối thế nào, tất cả cái việc này làm thế nào đấy chính là cái mối quan hệ của ruột thịt, rồi bí quyết gia truyền của cái công nghệ truyền thống nó gắn với công nghệ hiện đại mà người con ứng ở người cha thì rất là hệ trọng. Và văn hóa thứ tư là rất quan trọng ở đây chúng ta nhìn thấy, đó là văn hóa tâm linh. Cái văn hóa tâm linh nó hệ trọng ở chỗ là đó, những người thợ người ta đã làm ra tất cả những hình tượng, kể cả hoa văn, cho nên tất cả những cái hình tượng ấy mà người ta không nhìn thấy, người ta không bắt được nhưng lại rất tin tưởng. Và văn hóa thứ năm rất hệ trọng đó là văn hóa nghệ thuật. Trong văn hóa nghệ thuật đấy cả màu sắc, hoa văn, kiến trúc, rồi âm nhạc, rồi kể cả cái phong thủy thì đều thì dính rất là tốt. Vậy ông đánh giá như thế nào về vai trò của các làng nghề trong nền kinh tế và văn hóa Việt Nam hiện đại? Chúng ta là hội nhập quốc tế rồi, cho nên cái tầm ấy nó quan trọng ở chỗ là ta muốn bán được hàng, ta muốn giải quyết được nhiều khách hàng đến với chúng ta thì phải có sự sáng tạo. Và sáng tạo ấy phải có sự tính cộng đồng cao, đặc biệt phải đưa khoa học công nghệ vào. Đặc biệt là ta không thể bỏ cái nét văn hóa của dân tộc, cho nên cái sự giao pha và giao lưu này nó rất hệ trọng của các nghệ nhân, mà đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn thấu đáo hơn và phải thuộc lịch sử đất nước, thuộc văn hóa của ta, đồng thời cũng phải giao thoa với nước ngoài ấy để nó phù hợp và phát triển nó. Một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Vâng, câu chuyện về làng nghề truyền thống trong tiểu mục Văn hóa Việt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.